Hôm nay nhân dịp ngày Valentine trắng, bản thân mình đứng ra lấy tiền của anh xã và tặng quà cho mình. Vì lễ tình nhân đỏ, ảnh tặng cho mình chiếc nhẫn. Đáp trả tình yêu đó, lễ tình nhân trắng mình tặng cho ảnh món quà mình thích. Anh bóp rài bè vì it's Power Boss Girl. Mình xin được tóm tắt về ba cô nàng siêu nhân này. Mình đã đọc được một bài tóm tắt ở đâu đó, nhưng ở đây mình sẽ kể theo cách của mình. Có bầu á, mình nói chuyện hơi bị hụt hơn một chút xíu, mọi người thông cảm nha. Mà không biết sao mấy cái hộp này họ dán keo nhìn kỳ lắm nha. Khi mà anh bóc á thì ngẫu nhiên, nhưng mà Min edit và sắp xếp nhân vật luôn còn dễ hiểu nha. Nhân vật đầu tiên là giáo sư nghiên cứu khoa học. Người cha vĩ đại đã nghiên cứu, thí nghiệm và tạo ra ba quái siêu nhân của chúng ta. Trong lúc đang nghiên cứu và cho rất là nhiều chất hóa học vào trong cái phần nghiên cứu này, thì giáo sư đã cho một cái chất hóa học gọi là ít. Và cái chất ít đó đã vô tình tạo ra được ba cô gái siêu nhân. Nhưng nói nào hay, trước khi mà tạo ra ba nhân vật này á hả, giáo sư có nuôi một bé khỉ. Và khi vụ nổ hóa học này xảy ra thì vô tình đã lây... Ủa, phải dùng từ lây, dùng như gì ta? Truyền nhiễm nghe kỳ quá không ta? Nói chung mà cái chú khỉ này vô tình bị ảnh hưởng chất hóa học đó. Và chú khỉ mau vô này bị đột biến. Trước khi trở thành chú khỉ xấu xa và chế tạo đội quân khỉ robot á, là chú khỉ này nè, thấy giáo sư không còn thương mình nhiều mà thương ba cô bé siêu nhân này nhiều, nên trở nên ganh tị, cô đơn và bắt đầu nổi lòng đố kỵ. Và bây giờ lớp hàng quay trở lại lại ba nhân vật chính. Đầu tiên là cô chị Blossom. Trời, đọc tiếng Anh chuẩn như tiếng Việt, tự hào. Là một thủ lĩnh thông minh nè, có thể hổ được hơi băng giá, thổi ra lửa, yêu màu hồng, ghét sự giả dối, nhưng mà thích mặc đồ đỏ lòm. Tính tình thì cũng hơi kiêu hãnh, giống như kiểu là mẹ thiên hạ của hai đứa em mình vậy đó. Nói chung á, về siêu năng lực thì mọi người coi những bộ dài tập thì mọi người thấy là sẽ có nhiều cái năng lực khác nhau. Tại Min á cũng coi sơ sơ, sau này coi tóm tắt á nên cũng không có biết chính xác quá nhiều, nên có gì sai thiếu sót mọi người góp ý nha. Cái bộ này á, mỗi nhân vật siêu nhân á sẽ cho ra ba phiên bản. Một phiên bản là trong bộ đồ siêu nhân, một phiên bản là trong bộ đồ mặc đồ con thú, và một phiên bản là ở nhà. Mà cái phiên bản cuộc sống đời thường của ba cô bé siêu nhân này, mình thấy cái nhân vật tạo hình nó rất là dễ thương luôn á. Nàng chị cả đang đánh răng rửa mặt có vẻ rất là yêu thương bản thân ho. Min thích những cái bộ mà có nhiều phụ kiện, nhưng mà mỗi lần Min chơi những cái bộ này thường hay dễ bị lạc mất, nên khi muốn chân vô tủ là phải đứng keo vô luôn á. Tiếp theo mình sẽ tới với cô nàng thứ hai, cô siêu nhân xanh dương. Min thấy trong ba chị em á thì nhân vật Rai Baby rất hợp với bé này luôn. Thì Purple là một bong bóng bé đường ngọt ngào. Siêu năng lực của bé này Min hơi bị mê nha, vì có thể giao tiếp với động vật. Rồi thêm cái phần âm thanh gì ta, tiếng hét siêu thanh á. Rồi chua nó có thể chuyển hóa năng lượng nữa. Khi mà trong phiên bản của các em bé thỏ vậy nè, thì cái chất liệu được làm bằng nhung á mọi người, cầm rờ thì cũng rất là dễ chịu cái tay, nhưng mà nếu mà chân ở ngoài thì bụi bám rất là nhanh nha. Nhất á là tay dơ dơ sờ vô cái là lên đường luôn. Nhưng mà không biết tính cách bình thường sao mà khi ở nhà cái phiên bản của bé cuộc sống đời thường á, nhìn nó lười ghê, ngủ nướng ngủ chuông thay mà mình nhìn vô mình phát hiện là một người rất là lười luôn á. Hay cái ý của nó là một cô nàng mộng mơ ta, kiểu hay ngủ á, rồi mơ rồi mộng đó. Nhưng mà thấy cưng nha. Sau màn giới thiệu của hai bà chế thì bây giờ đã tới em bóc cho chúng ta. Cô em xa lá, à không, xanh lá. Rất thơ cấp á hả, là một cô nàng đa sầu đa cả bánh bèo, nhưng mà cũng rất mạnh mẽ, yêu thích giúp người á. Đúng là chủng. Nhìn thì không biết chính xác siêu năng lực là cái gì, nhưng mà thiệt ra cô bé này có siêu năng lực rất là mạnh. Kỹ năng chiến đấu biến đổi năng lực thành vũ khí. Ghê chưa, ghê chưa. Sao nó bánh bèo đa sầu đa cả, mặt quạo dữ, mặt quạo nhất trong ba chị em luôn á. Min lúc nhỏ có coi được một số tập và sau này Min nghe nói là phiên bản hoạt hình anime nữa. Ba chị em này lúc được sinh ra hả là có thể giao tiếp và có siêu năng lực liền luôn. Lúc đầu á không biết kiểm soát năng lực của mình nên cũng hơi tan hoang thành phố. Phiên bản của cô em út này cũng rất là ngáo ghê. Đầu tóc á thì bù xù, nằm quấn mình trong một cái chăn gì đó. Phiên bản á, siêu nhân lúc đi quýnh hắc đạo nhìn anh dũng cỡ nào, những cái phiên bản ở nhà nhìn nó bần cỡ đó. Và một nhân vật mình thấy tập nào cũng xuất hiện đó chính là ngài thị trưởng. Mỗi lần ngài móc cái điện thoại lên là biết tới công chuyện rồi đó. Thế là hình ảnh cái điện thoại xính liền với lại ngài thị trưởng luôn. Ngài đứng ra kêu gọi để chống lại tội phạm, thế giới hắc đạo bọn xấu xa. Và cái nhân vật của ngài thị trưởng mình thấy là cũng rất là đáng yêu ha. Cái điện thoại bạn hãy tháo ra tháo vô hãy gắn lên nhân vật luôn nè. Và vậy là kết thúc 12 nhân vật trong bộ này rồi. Và xếp lịch trong bộ này không ai khác đó chính là cô công chúa nhà giàu xấu tính hắc dịch. Ba chị em siêu nhân với ba tính cách khác nhau nhưng xếp là một bộ rất hoàn hảo. Và câu chuyện tóm tắt sẽ được kết thúc tại đây.